Hello anh em, nay mình quay cho anh em xem một con MV Agusta F4. Con này là con F4 750S, sản xuất từ đời 2001 đến 2005. Lọc nhớt, lọc viên luôn hả? Trời ơi, tới giờ chưa thấy lọc nhớt hả trời? Trời ơi, lọc nhớt zin luôn. Xe nhiêu ngàn em? Tới giờ còn lọc nhớt zin luôn trời. Thì mình bảo dưỡng, thật sự cái xe này á, là xe thanh lý một chỗ. Đó, thì mình thấy cái chất xe đẹp quá. Với lại đa số cái những cái con xe MV mà F4 ở Việt Nam đa số là con 910 chứ không có 750S. 950S thì nó có từ đời 2001 đến 2005. Rồi nó giữ một cái form y chang như vậy, không khác một cái chỗ nào hết. Chỉ có dung tích xi lanh giống cục máy giống nhau y chang luôn. Nhưng mà dung tích nó lên là 910. Thì anh em cứ nghĩ là cái con 910 nó sẽ mạnh hơn con 750 đúng không? Nhưng mà theo thông số của nhà sản xuất thì nó ngược lại. Theo thông số của nhà sản xuất, con 750S hoặc là 750 nó sẽ chạy được max speed là 298,2 km/h. Đó là tốc độ tối đa. Và nó chạy 1,4 dặm trong 10,2 giây. Nó hoàn thành 1,4 dặm trong 10,2 giây. Còn con 910 nó sản xuất từ đời 2006, có nghĩa là nó nối tiếp con này cho tới đời 2010. Mọi ngoại hình là giống nhau, chỉ có dung tích xi lanh là khác nhau. Thì nhà sản xuất ghi thông tin là nó chạy max speed là 258 km/h, nó lại chạy max speed nó thấp hơn. Cái thứ hai là cái nó hoàn thành cái 1,4 dặm trong 11,2 giây, có nghĩa là nó đề ba cũng chậm hơn cái con 750. Đó, trọng lượng thì xem nhau nó lệch nhau 3-4 kg gì đó, cho nên nó cũng không phải là vấn đề, cho nên mình cũng không nhớ rõ con nào nhẹ hơn con nào, có 3-4 kg thôi, nó cũng không phải là vấn đề, nên là không có gì để nói hết. Vấn đề ở đây là con xe này nó rất là zin và đẹp, nó không có bị lai ốc ác, còn mọi thứ còn rất là đẹp nha. Nắp nhạo, nắp đầu chưa mở luôn đó, cực kỳ đẹp. Chỉ có con xe này nó có một cái hơi đáng tiếc. Hơi đáng tiếc là cái người chủ trước là ông anh mình, là dọn con xe này, ổng chỉ mới dọn là ổng lấy cái cặp mâm, ổng đi sơn cặp mâm thôi. Thì cái cặp mâm này sơn nhìn nó hơi xấu thôi. Mình quay phim thì anh em nhìn không có thấy rõ được đâu. Nhưng mà nhìn bên ngoài á, nhìn cái sơn nó bị lỡ lỗi. Muốn đẹp thì định nhìn ở ngoài á, coi xe thì anh em nên nhìn ở ngoài. Những con xe của mình nhìn ngoài thì anh em thấy nó từ trong ra ngoài, nó nhìn nó rất có chiều sâu, càng nhìn càng đẹp. Đó, còn cái sơn của mình sơn thì mình, xe của mình nói là chưa có đẹp thì nó sẽ là chưa có đẹp. Mình không có phải là xe mình là mình ca mình khen nó cái nào nó chưa được đẹp. Con xe này cực kỳ đẹp, rất là zin. Nó 750 nó đã rất là hiếm rồi. Đó, mà mình thấy con xe zin đẹp như vậy mình không nỡ, mình phải mua. Mình thật sự là mình phải mua. Thì bugi đồ đi cũng không có đúng, cho nên về mình thay lại hết. Cái này là nó nằm trong cái dự tính của mình lúc mình mua xe rồi. Đó, mình phải đi đúng mã bugi của nó, mình thay lại hết. Bảo dưỡng, vệ sinh, thay bình bọng, nhớt nước. Đó, mình thay nhớt rồi luôn. Mặc dù nó mới thay, mà đúng mới thay. Nhớt đỏ này là một là Fuxicolin, hai là 7.1 Dunlop, Motul 7.1. Cái màu hồng nó đỏ vậy.
nhớt còn rất là mới bên trong, nhưng mà mình thay cho yên tâm, mình bán hay mình xài cũng vậy. Tại vì hồi xưa giờ mình chưa có chơi cái con F4750S mà mình thấy cái xe đẹp như vậy, mình muốn trải nghiệm nó. Xe giấy thanh lý một chỗ, và mình sẵn mình nói về cái giấy thanh lý một chỗ luôn. Giấy thanh lý một chỗ là cái chiếc xe không sang tên được, không sang tên được, nhưng gốc gác đàng hoàng. Có nghĩa là xe có hồ sơ gốc đàng hoàng, số khung số máy là số zin chứ không phải là số đục. Đó. Xe mà số khung số máy là số đục á mà sệt lên á. Đây, anh em nhìn nè. Số máy này, số sườn này, số máy này nó xăm kim. Không có chuyện mà bậy bạ, tại nước sơn sườn zin luôn. Còn một loại người ta gọi là phó bản mẹ bồng con á, thì cái cà vẹt đó là cà vẹt bị cớ mất, cho nên số khung số máy phải đục lại. Dù sệt ở trên mạng nó có gốc, nhưng anh em check là phải check full. Nó ra cái số number trên cà vẹt, số series đó, đó là được ngày cấp, ngày tháng năm, cùng với cái số series nằm ở sau cà vẹt, nó phải trùng với nhau. Nếu mà nó khác, đó là mẹ bồng con. Và đồng thời số khung số máy đó phải là số đục. Hoặc người ta làm cà vẹt giả, người ta lấy chung cái biển số ra gốc nhưng số khung số máy nó khác. Đó, rất là nhiều trường hợp. Còn mình ở đây, bèo nhất mình chơi một con xe phải là thanh lý một chỗ. Tại vì á, lưu thông nó phải hợp pháp. Đó, thì mình mới chơi được. Còn vấn đề không sang tên được thì nó không phải là vấn đề, miễn nó lưu hành, nó được lưu thông hợp pháp là ok. Và giá của nó rất mềm, chỉ có 170 mấy triệu thôi, mình được một con MV kịch độc, mỗi loại là kịch độc. Đó, cực kỳ đẹp. Xe thì bị xì phục trước cũng phải phục hồi lại anh em, nghĩa là mình phải về mình phải làm full lại hết á, bảo dưỡng full lại, full lại hết. Con xe này cũng mười mấy 20 triệu rồi. Cái bình, bốn cái bu ri, vệ sinh bếp, bướm ga, bạc đạn bánh, vệ sinh heo, thay dầu thắng. Đó, rồi phục hồi phục trước, nhớt, nước, làm lại hết. Đó, giống như là bảo dưỡng tổng quát full lại con xe rồi. Đó, không có gì để bàn. Thì biển số xe này là biển số Bình Định 77. Quay cho anh em rõ ràng luôn, số đầy đủ ha. Hàng thiệt là không có cần phải giấu giếm. Hàng đồ xịn là không cần phải giấu giếm. Cái xe này nó có thêm một cái hay nữa nè, một cái tăng chỉnh phục. À, thì thường anh em mua những cái bát để mà tăng chỉnh cho cái phục xe yên sau nó thấp, nó thấp hơn hay dài hơn, thì đây nó có bát sẵn. Anh em muốn rút nó lại cũng được, hoặc là nới nó ra để cho nó cao lên cũng được. Nó hay là hay chỗ này. Dạ alo ạ. Dạ em sang đi ạ. Dạ anh nói đi anh. Dạ dạ anh nói đi. Anh nói ảnh đợi tí xíu, em đang quay clip á, em sẽ gọi lại liền. Dạ tại vì em đang quay clip em không bắt máy được, anh thông cảm nhanh. Em quay clip xong em gọi lại liền. Khoảng 5 phút. Ủa Khánh hả? Ok, anh gọi lại cho em liền. Đó thì phải kiểm tra lại bố thắng mọi thứ nữa. Nói chung tổng quát mình để mình vừa chơi, ai thích thì mình bán những con xe này, tại vì mình chưa bao giờ trải nghiệm nó. Dòng 910 thì mình có rồi, còn MV Duster cũng có, Chada cũng có, mình cũng xài rất là nhiều xe F3, F4 rồi, nhưng mà cô chưa bao giờ hết cái hãng của nó. Tại vì có nhiều hãng nó sẽ đánh rất là nhiều thị trường, có nhiều thị trường không bao giờ có. Đó, không bao giờ có. Cho nên xe nó là một cái kiến thức vô tận anh em. Không bao giờ một người nào mà dám nói biết hết tất cả các con xe. Không bao giờ. Và các công nghệ à, các công nghệ à, mình sẽ nói về công nghệ xe thì giống như của Ducati á, à, công nghệ Desmo á, có một cái bất ngờ. Nghĩa là anh em cứ nghĩ rằng cái Desmo nó chỉ độc quyền trên con Ducati, và Desmo nó là một cái công nghệ mới, nhưng mà thật sự nó rất là cũ rồi. Mình sẽ nói về một cái công nghệ đó.
Và công nghệ Dynamo thì hàng Honda đó, cái hãng Honda nó đã bỏ cách đây năm 1970 mấy, 78 mấy, nó đã bỏ cái công nghệ Dynamo và Honda vẫn chạy. Lúc đó thời điểm đó là công nghệ Dynamo vẫn có trên Honda. À, mình sẽ nói riêng về một cái clip đó. Thì thật sự mình biết cũng một phần thôi, mình về mình phải nghiên cứu thêm một số cái tài liệu để nói cho anh em, chia sẻ cho anh em những cái nó phải tương đối là chính xác nhất, chứ cũng phải là nói về cái vấn đề của cái vấn đề cá nhân nữa. Mình phải xem thêm tài liệu để mình nói với anh em biết. Thì mình cũng nghe cái thông tin đó từ mấy người anh của mình chia sẻ lại đó. Chứ mình cũng thật sự này, mình nghe mình cũng rất là bất ngờ đó. Thì mình cũng đang tìm hiểu lại rồi, nó như thế nào, rất là hay ha. Rồi anh em nào mà thích cái con này, mình quay bên trong cho anh em coi nè. Điện mọi thứ là zin hết, không có cắt độ chế gì hết ha. Đó, cầu chì cầu chiếc là zin hết, mạch của nó còn cực kỳ đẹp luôn kìa. Xe này đẹp lắm, mình mua nó mình ghiền luôn. Mình nhìn ốc ác mọi thứ nó chưa có mở hết, mình ghiền quá mình mới mua. Chứ thật sự là mình thấy không phải là vì giá cả. Tại vì cái xe không giấy không á, nó đã là 100 mấy rồi. Bây giờ mua một cái xe thanh lý một chỗ nó cũng có 100 mấy mà được bảo dưỡng xong hết, mà xe chắc đẹp như vậy, mình về mình chỉ hưởng nó thôi. Một chiếc xe mà khó có người có được, có tiền cũng hiếm lắm. Nó giống như vậy nhưng mà nó không phải là cái bản này. Cái bản này là đời đầu. Và anh em phải công nhận với mình rằng những cái xe châu Âu á, họ có thiết kế đi vượt thời đại á. Xe từ 2001 với 2005 họ thiết kế đẹp như vậy, công nghệ khủng khiếp như vậy. Anh em thấy rất là ghê gớm. Cái thiết kế của họ tới giờ mình thấy không có lỗi thời và cực kỳ đẹp nha. Kiến chiếu hậu zin cũng còn, đèn mới chát. Đó, cực kỳ đẹp. Ốc chưa mở, ốc lắp nhào chưa mở nữa. Mô bên sườn là zin hết nha, đẹp quá. Mình nhìn thấy đẹp quá mình cầm lòng không được. Mà thường á, mình mua một con xe á, mình không có suy nghĩ nhiều đâu. Tại vì con này á, mình chưa chơi. Với lại á, đúng là nếu mà sang tên thì mình không phải suy nghĩ nữa, thành thanh lý một chỗ. Mà mình nghĩ đi nghĩ lại, nó hợp pháp, nó lưu thông hợp pháp. Đó, thì lụm thôi chứ còn chờ gì nữa. Giá nó có 100 mấy chục triệu à. Đó, anh em nhìn, ô đô nó cũng không có nhiều đâu. Mình nghĩ ô đô này chắc cũng hơn 10 ngàn á, nhưng mà dưới 20. Dĩa còn bằng trang à. Rồi, cảm ơn anh em nha. Anh em có biết thêm cái thông tin gì về chiếc xe này, ở cái dòng xe này, còn chiếc xe này chắc anh em không biết nổi đâu. Hiếm có người biết lắm về cái thông tin chiếc xe này. Tại vì xe này cũng được thanh lý cách đây cũng không lâu, cho nên cũng khó có người biết. Đó. Rồi, cảm ơn anh em.